hành heo, một mình liêu xiêu, một lời thôi cũng là nhiều. Dọc ngõ vắng tìm đáy mắt, tình khúc ban chiều đâu. Một chênh choa, một oan tha, thấy đời sao quá dài. Một gang giọt nước đắng thả tay riêng, hứng giọt mưa trời đào điên. Mình đã vay ai thời gian để yêu, mà hứa cho nhau cả thế giới trong một chiều. Sao nghèo thế, trái tim của ta ơi, mà người trong lòng ngực ta như có tội. Chỉ khi cõi lòng sám hối, nhìn thấy tim mình giữa đời trôi, biết đâu buồn vui ta lại về ngõ tôi để nghe và nói chỉ một lời. Câu chuyện của tôi xảy ra vào năm 2005. Đó là năm cuối cùng tôi là sinh viên trường đại học thương mại. 70 triệu năm á? Sai bét. 60 triệu năm thôi bố ạ. Chúng mày bàn về cái chuyện đấy làm cái gì? Cái đó đã hẳn. Nhưng tao đang nói về nguồn gốc khủng long cơ mà. Đúng đấy, đúng đấy. Tất nhiên là tiến hóa. Tiến hóa chứ. Nhưng phải lấy cái gì cụ thể như tại sao loài khủng long có cánh, không cần lông vũ mà vẫn bay được? Và chim liệu có phải từ đó sinh ra không? Đấy, cái đấy mới là điều đáng nói. Đơn giản thế mà. Hay là tao có bạn nghiên cứu sinh học, để tao hỏi thử. Ôi giời, đồ điên, tao tưởng mày biết chứ hỏi làm cái quái gì. Không khéo nó lại cười dân thương mại mình là ngu. Đúng rồi. Giáo sư, có chuyện gì mà căng thẳng thế các cậu? Chuyện là mấy con khủng long ấy mà. À, tớ biết rồi, tại sao loài khủng long chỉ có một lớp mà có thể bay lên được ấy. Tất cả các nhà khoa học vẫn chưa chứng minh ra. Còn sự xuất hiện của loài lông vũ là do thức ăn khan hiếm. Loài khủng long nhỏ bé không thể cạnh tranh kiếm ăn với những loài ăn thịt lớn như Allosaurus hoặc Velociraptor, cho nên nó đành phải ăn những loài côn trùng có cánh. Và để thích nghi với những loài săn bắt cần có tốc độ như vậy, nên vài triệu năm sau chúng đã tiến hóa theo chiều hướng hai chi trước dài ra, giang rộng và xuất hiện ở lông vũ, hai chi sau trở nên thon và phân thành ba ngón để chạy nhanh hơn dưới mặt đất, để thu gọn trong khi bay. Nhưng đó chỉ là giả thiết thôi. Tôi bỏ tớ xuống. Các sao? Cậu chỉ bỏ chút thời gian xem thế giới động vật là biết ngay thôi. Ôi, thôi vào lớp. Vào lớp đi. Đi, đi, đi. Đi vào lớp các cậu. Vào lớp. Đấy, thế chứ lại. Thế chứ. Ui. Anh này, làm em giật cả mình. Có thế mà cũng giật mình à? Chiều nay nghỉ học, mình đi chơi đi. Anh vừa nói thiếu thời gian học, mà sao lại đòi đi chơi? Không đi chơi thì tao về nhà vậy, nhá. Đi. Nào, còn gì đấy làm giúp nốt cho nào. Sao hôm nay anh Trung về sớm thế? Anh được nghỉ tiết cuối. Mẹ ơi. Gì thế con? Hôm nay bán hết sạch cả hàng. Giá như hôm nào cũng được như thế này thì tuyệt mẹ nhỉ. Chiều nay cái mai nó phải ra tận chợ lấy cho mẹ thêm mấy cân bún nữa đấy.
nhà cô Hồng hết sạch bún, em phải ra tận chợ trung tâm lấy đấy. Xa ơi là xa. Vâng, tôi biết cô rồi. Xa ơi là xa. À, anh Trung này, em định thi vào trường Am đấy. Anh nghĩ sao? Tốt quá. Anh sẽ bảo mấy cô giáo cũ của anh phụ đạo cho em, đến hôm thi là vừa. Thế có thi trường nào nữa không? Một trường thôi là đủ chết rồi. À, anh Trung này, hôm trước em xin tiền bố để đóng học thêm tiếng Anh. Bố bảo xin khất cồ mấy hôm nữa, hình như bố chưa lĩnh lương. Stop. Chúng mình về lĩnh lương, vào quán nhậu cho sướng này. Thôi, tôi phải về đưa tiền cho con bé, không nó đi mất. Mà tôi khất với nó mấy lần rồi. Thôi anh em cứ nhậu đi nhá. Hẹn. Tôi đi nhá. Hẹn tới đi. Không biến đi. Nào, nhanh lên nào. Đi. Mẹ đi làm cơm đây, không có bố mày về lại chưa xong. Vâng cả à. Ngày đã mệt lắm rồi. Anh hộ mẹ giúp em nhá, em muộn rồi. Mẹ rồi. Ơi, con đi đây. Gớm, cứ làm như mình chăm lắm ấy. Sao hôm nay bố mày về muộn thế? Trong bố con họp, con thấy bố con bảo là tổ bố con họp suốt ngày mà chẳng biết phải làm gì ạ. Hôm nào về cũng kêu đau lưng, chỉ thu lại cái đau lưng là giỏi thôi. Trung ơi, Trung ơi! Trung! Trung! Có chuyện gì hả chú? Bố mày bị tai nạn, người ta đang đưa đến bệnh viện. Hả? Lấy chúng ta mới đi này. Ơ kìa, cái bà này, con ngồi đi nữa. Đi đi con gì nữa. Nhà tôi lo cho. Đi đi. Bà không ngồi đấy nữa. Nhanh lên. Vấn đề mà. Thưa bác sĩ, tính mạng của cha tôi thế nào? Chúng tôi rất tiếc phải báo cho anh, nhưng nhận tin gia đình phải bình tĩnh. Chúng tôi đã tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, ông đã không qua khỏi. Trước khi đi, ông cũng gửi lại cho chúng tôi cái này và tôi gửi lại cho gia đình. Mẹ, bố thế nào rồi hả mẹ? Anh, bố thế nào rồi? Bố có sao không hả anh? Vào đi. Ừ.
cứ ở nhà nghỉ đi. Mấy ngày mẹ đã mệt lắm rồi. Không sao đâu con, nghỉ nữa mất hết khách. Mà mẹ ở nhà không làm gì buồn tay buồn chân lắm, không chịu ba. Được. May quá, Nga, cháu đây nấu cơm cho Trung nó ăn nhá. Bác phải ra chợ kéo mua. Bác ra chợ làm gì vội ạ? Bác cứ ở nhà, để cháu. Cháu biết đường nào mà mua với bán. Cháu làm được mà. Không ai đi hết, mọi người đều mệt cả rồi. Mẹ, mẹ vào nhà nghỉ đi. Sao anh không giữ mẹ lại? Mấy ngày hôm nay mẹ không ngủ được. Thôi, cứ để cho mẹ anh đi. Ở nhà mẹ cũng không chịu nổi đâu. Mẹ phải vay mượn quá nhiều, đủ thứ phải lo. Mà anh, em biết bố đưa cho anh cái gì không? Đáng ra anh phải kiếm tiền giúp gia đình từ lâu rồi mới phải. Anh là một thằng kém cỏi, anh là một thằng tồi tệ. Anh đừng tự dằn vặt mình như thế. Anh chẳng có lỗi gì cả. Mình còn đang đi học cơ mà. Anh có muốn cũng không đi làm được. Anh không thể để mẹ cặm cụi một mình kiếm tiền được. Cũng không thể để em Mai bỏ học giữa chừng nữa. Tôi chỉ muốn nói với các bạn như thế này. Các bạn là những sinh viên. Nếu như các bạn không giỏi ngoại ngữ, sau này ra trường, các bạn làm việc với người nước ngoài hoặc là nghiên cứu các tài liệu nước ngoài, các bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thôi, cả lớp nghỉ. Từ từ, thôi nào. Tôi xin thông báo với các bạn một tin. Thầy chủ nhiệm khoa có nhờ tôi báo với các bạn là học phí kỳ này đã quá nửa tháng 3 rồi. Nếu như bạn nào không đóng thì không được đi. Đóng rồi. Thôi nào. Tôi chỉ là người truyền đạt lại hộ thôi. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thù hận như thế chứ. Thôi, các bạn nghĩ. Thôi, anh em mình về thôi. Về đi. Thế nào, tao lưỡi xỉ hết rồi. Bố mẹ tao chưa gửi tiền lên. Mày đóng chưa? Tao chưa. Thế thì chết hết rồi. Thôi về đã, tính tiếp. Về đi. Về đi xem về. Nào. Về ăn chè đi. Ừ. Này, đến chén được ăn đủ chưa? 8 người chưa? Sành ra muộn thế. Hôm nay thầy có dạy mới không? Chán quá. Suốt ngày chỉ bỏ tiết thôi. Thôi, em về trước đi. Anh phải chạy đằng này một lát. Anh đi đâu? À, anh qua nhà Phong mượn cuốn sách thực hành mà. Thì mình đi cùng cho vui. Thôi, anh đi một mình cũng được. Không chúng nó lại bảo suốt ngày dính vào với nhau. Với lại anh còn nợ thằng Phong mấy ván cờ, hôm nay nó cứ đòi phục thù. Cũng được. Thế giới đàn ông con trai các anh em chịu. Anh nhớ bảo nó đưa về nhá. Tối về em gọi. Được rồi, nhưng đừng muộn, không phiền cô Liên lắm. Vâng, em về đây. Quân ơi, à, chào người đẹp. Sao giờ này vẫn lang thang ở đây? Thế giáo sư đâu rồi? Ừ, tớ quên không đưa cho anh ấy quyển vở. Lát nữa Phong đưa cho anh ấy hộ tớ nhá. Tôi có cặp nó suốt ngày như bà đâu mà đưa. Thế không phải hai người hẹn đánh cờ hôm nay à? À đúng rồi, người đẹp có nhắc, tớ mới nhớ. Nếu có cặp giáo sư, phải bảo là chắc chắn tớ sẽ phục thù đấy nhá. À, thầy bộ môn vừa nhắc tiền học phí, không biết thằng Trung đóng chưa nhỉ? Thôi, người đẹp về đi, không giáo sư của tớ phải chờ, không hay đâu. Thôi, tớ về đây. Tớ về đây. Thank you.
làm gì đấy? Anh Trung này. Hả? Em có nên hỏi mẹ chuyện tiền học của em không? Bao giờ phải đọc? Thứ bảy này là hạn cuối rồi. Hôm nay là thứ hai, như vậy là còn 5 ngày. Thế phải đóng bao nhiêu? 200.000. Thôi đừng hỏi mẹ vội, để anh xem đã. Con mời mẹ ra ăn cơm ạ. Hai đứa ăn cơm đi, mẹ cũng đói lắm rồi. Chị Vân ơi, anh toán tiền điện cho em với. Chị Vân ơi, em thu tiền điện ạ. Cho em thu tiền điện. Hôm nay đến cô ra đây. Nhà tôi tháng này hết bao nhiêu cô? Tháng này của nhà chị hết 50.000 đấy. Cô cho tôi khất nhá. Mấy hôm nữa tôi mang lên tổ điện nộp cũng được. Nhưng không được quá hạn đến 5 ngày đâu chị ạ. Được rồi. Quá là bị phạt đấy chị ạ. Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn cô nhá. Vâng, thế cũng được. Em về nhá. Bây giờ thì ăn ngon miệng rồi. Tháng này nhà mình tiền điện ít lắm. Trung nó thế nào rồi hả con? Buồn lắm mẹ ạ. Nhưng anh ấy chẳng nói ra điều gì cả. Hôm đưa ông ấy đi, mẹ thấy nó xanh quá. Khổ. Chẳng cái họa nào giống cái họa nào. Đang yên đang lành thì... Bà ấy cũng khổ. Giờ một nách hai đứa con đều đang đi học cả. Con phải làm thế nào để động viên thằng Trung nó học hành? Không có thì bà Vân bà ấy chết mất. Vâng, con biết thế. Chỉ có điều... Sao con? Dạ, chuyện kinh tế trong gia đình anh ấy không bao giờ nói với con cả. Đàn ông con trai ai cũng vậy thôi. Danh dự mà. Con biết đó là danh dự nên con cũng không giận anh ấy. Con định thế này... Con muốn hỏi bố mẹ xem con nên không? Con muốn bố mẹ cho con xin lại số tiền con đã dành dụm để giúp anh ấy. Dù thế nào, thì con cũng không thể bỏ mặc anh ấy trong lúc khó khăn thế này. Được, tùy con. Con có quyền chi tiêu theo ý mình. Riêng chuyện này bố ủng hộ con. Nhưng bố tin chắc thằng Trung nó không nhận đâu. Con chưa biết. Con chỉ biết mình nên làm như thế thôi. Alo. Dạ, cháu chào bác ạ. À, Trung hả? Dạ, vâng ạ. Tình hình học hành thế nào con? Dạ, vẫn bình thường bác ạ. Thế thì tốt rồi. Đây, Nga đây. Em đây. Anh vừa về xong, anh có chuyện muốn nói với em. Em cũng có chuyện nói với anh đây. Sao lại trùng hợp thế nhỉ? Em ra ngay bây giờ đây. Rồi, ngoài hồ nhá. Bố mẹ ơi, cho con ra gặp anh ấy một lát nhé. Thôi được rồi, cô đi đi. Nhưng nhớ có cái gì cũng không được nổi đóa lên đấy. Vâng, giải quyết xong, con sẽ về ngay mẹ ạ.
Em hiểu. Và em không muốn em là người ngoài cuộc. Cho em giúp anh được không? Chỉ cần em ở bên anh là quá đủ rồi. Không phải bằng cách ấy. Em muốn em muốn giúp anh bằng tiền của em. Em biết anh sẽ cảm nhận như thế nào. Nhưng đó là tình cảm của em. Gia đình đã cần tiền. Anh cũng cần tiền. Và cả bé Mai cũng thế. Em chỉ muốn giúp anh bằng một cách thiết thực nhất thôi. Em không muốn anh đi làm. Anh cần phải đi làm. Anh nghĩ nó cũng không mất nhiều thời gian đến mức phải bỏ bê học hành. Anh không nghe em nói sao? Em muốn giúp anh. Em không muốn anh đi làm. Anh có biết anh sẽ mất rất nhiều không? Thời gian, chuyên môn và... Anh không thể dùng tiền của em được. Tại sao? Vì danh dự ư? Anh không nghĩ cho em thì cũng phải biết nghĩ cho bản thân mình chứ. Anh cũng phải biết nghĩ cho mọi người nữa chứ. Anh không thể dùng tiền của em được. Anh biết. Em yêu anh thì em mới làm như thế. Nhưng anh là một thằng đàn ông. Anh không thể dùng tiền của em được. Sao anh? Em lo cho anh. Công việc bây giờ không dễ tìm đâu. Rồi khi anh đi làm, anh sẽ bị cuốn vào đó rất nhanh thôi. Thậm chí anh cũng không kịp nhận ra mình nữa. Nghe em đi anh. Đó cũng chỉ là việc tạm thời thôi mà. Hơn một năm nữa, dù muốn dù không, anh cũng vẫn đi làm cơ mà. Em không hiểu đâu. Em hiểu chứ. Em hiểu thì em mới đưa tiền cho anh. Em lo cho anh. Anh Trung, em muốn giúp anh. Bằng thì chưa có, anh định làm gì? Anh sẽ làm bất cứ việc gì. Bất cứ việc gì? Sao anh ngang thế? Anh có thể tự lo liệu được. Anh biết mình phải làm gì. Anh cần sự ủng hộ của em. Em ủng hộ ý chí tự lập của anh. Nhưng chỉ còn 2-3 tháng nữa là thực tập rồi. Anh lấy thời gian đâu để nghiên cứu? Anh cứ cầm tiền của em đi. Coi như em cho anh vay. Bao giờ có anh trả. Có gì đâu mà anh phải quan trọng hóa vấn đề lên như thế. Thôi, em về đi kẻo muộn. Thôi được, tùy anh. Chị ơi, bán tôi tờ mua bán. Gửi anh. Vâng. Dạ, cảm ơn. Tôi xin. Thank you.
Dạ, cháu chào chú ạ. Có chuyện gì thế? À chú ơi, văn phòng mình tuyển nhân viên đúng không ạ? Hả? À không, họ đang nhầm ấy mà, ở đây không tuyển ai cả. Ơ, chú ơi, đây đây, báo đăng đây ạ. Đã bảo rồi, họ đang nhầm, ở đây không tuyển ai cả. Đi đi chú. Thôi đi đi, tôi đã bảo cậu đi đi cơ mà. Do thám của vợ anh à? Không, mà cứ cẩn thận cho chắc em ạ. Cái thằng bỏ mẹ hôm nay nó đến xin việc chả đúng lúc đúng chỗ gì cả. Mà hôm nay tại có em ở đây đấy. Ơ Trung, con về từ nãy sao không đánh tiếng cho mẹ biết? Con đang mệt quá, mẹ cứ ăn trước đi ạ. Cơm chín rồi đấy, con ăn đi. Con đi đâu đấy? Sao bảo buồn ngủ cơ mà, ăn cơm rồi hẵng đi con. Con có việc, con đi một lát, tí nữa con về ạ. Chào chị ạ. Ừ. Ở đây có tuyển nhân viên không hả chị? Chúng tôi đủ nhân viên rồi. Dạ, cảm ơn. Em chào anh ạ. Có việc gì thế em? Mua đi. Dạ vâng. Ở đây tuyển việc làm phải không anh? Đúng là chúng tôi có tuyển, nhưng đã xong từ hôm qua rồi. Dạ, cảm ơn anh ạ. Ừ, chào em. Công việc của anh thế nào rồi? Em định không nói chuyện này nữa, nhưng em muốn anh hiểu rằng mọi việc em làm đều là vì anh. Em chỉ muốn tốt hơn, nhưng em biết em đã không khéo.
Bố nói đúng, đáng lẽ em không nên làm như thế. Em đã không hiểu anh. Không phải lỗi của em đâu, vì anh bức bối quá thôi mà. Em sẽ không bao giờ cư xử ngớ ngẩn như vậy nữa đâu. Em ủng hộ anh, em tin anh. Mẹ ơi, sao giờ này Mai vẫn chưa về hả mẹ? Hôm nào mà chẳng thế. Tại anh đi học về muộn quá nên không biết đi thôi. Phải 8 giờ, 8 rưỡi nó mới về. Mẹ ơi, con vừa tìm được một công việc. Chỉ làm thêm buổi tối thôi mẹ. Không ảnh hưởng đến việc học đâu. Con đi ngay bây giờ à? Vâng, dù làm từ 6 giờ đến 11 rưỡi nhưng không ảnh hưởng đến việc học đâu mẹ. Mẹ cho phép con nhé. Ừ, con đi đi. Sao không nói trước? Để mẹ nấu cơm sớm còn ăn, mà đi kẻo lại đói. Không sao đâu mẹ à, lát con về ăn cũng được mà. Con đi mẹ nhé. Alo. Nga. Vâng, em đây. Anh tìm được việc rồi đấy. Thật à? Ở đâu hả anh? Ở quán Song Biển, lần trước lớp mình tổ chức liên hoan ấy. Rồi, em nhớ rồi. Chỗ đấy được đấy. Nhưng... Không sao, dần dần rồi sẽ quen. Thế nhá, bây giờ anh phải đi làm không muộn mất. Mai vẫn đón anh 6 rưỡi nhá. Ừ. Đi làm có vất vả lắm không con? Dạ, công việc cũng bình thường thôi mẹ. Con đừng cố sức quá, kẻo lại ốm ra đấy thì khổ. Không sao, con làm được mà. Mẹ cầm lấy hộ con. Trung, có cần phải làm thế không con? Mẹ lo liệu được, cũng chưa đến nỗi nào. À, mẹ nấu canh ngon quá. Nhưng sao có nửa bát thế này? Mai ăn của anh đúng không? Ơ, anh đừng có mà đổ oan cho người khác nhá. Thèm ơi là thèm lại còn phải để phần cho anh nữa đấy. Đúng là làm ơn mắc oán mẹ nhở. Đồ tham ăn. Đồ ăn tham. Đừng có suy bụng ta ra bụng người nhá. Bảo đây với anh một tí. Tôi mệt. Ừ. Vào đây. Anh về đi. Tại sao cô không chịu tôi? Anh về đi. Tôi van xin anh đấy. Tôi mệt lắm rồi. Cô chỉ thích những thằng nhãi ranh bám theo váy cô chứ gì? Anh im đi! Anh về đi! Tôi ghê tởm anh! Được lắm! Điều đó còn tùy.
Nó không phụ thuộc vào ý muốn của cô đâu. Nhá. Chào mẹ ạ. Trung, sao con về muộn thế? Cuối tuần mà mẹ. Con mệt lắm không con? Hôm nay đông khách quá, làm ê hết cả người. Được thêm có 5.000 bạc, đúng là đồ bóc lột. Kiếp làm thuê chỉ thế thôi con ạ. Để mẹ hâm nóng thức ăn lại cho con nhé. Mẹ đi nghỉ đi, mai còn đi chợ sớm mà. Mẹ cầm lấy, đây là tiền thưởng của con. Phải làm thêm mới được thế đấy. Đợi anh. Anh. Để anh. Hôm qua mấy giờ anh về? 12 giờ hơn một chút. Sao ngày nào anh cũng về muộn? Thì phải chịu chứ sao. Anh tính sau này có tiền, anh sẽ mở một cửa hàng ăn, làm ăn được giá phết em ạ. Đấy, mới có thế mà đã tính chuyện làm ăn buôn bán. Lâu lâu nữa, chắc anh bỏ học để đi buôn mất thôi. Buôn đâu phải là xấu. Thế mà ngày xưa anh bảo là không bao giờ đi buôn. Đi buôn làm hỏng người, làm con người ta biến chất. Thôi thôi, anh chỉ đùa em thôi. Giờ này em mợ lắm đấy nhá. Chứ còn gì nữa. Không mợ thì để anh biến chất luôn à. À, anh này, tối nay mình qua nhà Kinh Ngân đi. Hôm qua nó gọi điện cho em, nó khóc suốt. Tội lắm. Bố mẹ nó sắp ra tòa rồi. Đã đến thế rồi cơ. Vâng. Mình sang an ủi nó một chút nhá. Mình cùng đi luôn nhá. Ngày mai được không em? Hôm nay anh phải đi cùng mấy thằng bạn. Hôm nay là sinh nhật bà chủ, anh không thể không đi được. Không sao đâu, anh cứ đi đi. Làm mất lòng bà chủ là không ổn đâu. Em cho anh đi nhá. Ô hay, anh vừa chê em là mợ cơ mà. Thế mà bây giờ anh lại tôn em là mợ cơ đấy. Anh đi đi. Em sao thế? Không thích à? Cho anh hôn cái nào. Vương Thế Gia, anh định làm trò gì thế? Em sao thế? Em muốn tôi mạnh hơn nữa à? Vương Thế Gia, anh buông tôi ra.
Anh đừng làm như thế. Thằng này, thằng này là ai đấy? Lại thêm một con giận nữa. Bám váy của hả? Anh không được xúc phạm tôi. Anh buông ra. Cậu sẽ làm xong. Mà kìa anh... Nó bé nhưng làm được nhiều việc đấy. Anh không được làm như thế. Anh đi về đi. Đi nào, đỡ cậu lên. Phải vì tôi mà làm như thế đâu. Em không chịu nổi loại đàn ông như thế. Nhất là hôm nay, ngày quan trọng của chị. Cảm ơn. Chưa có ai nói với tôi rằng ngày hôm nay là ngày quan trọng. Tôi có làm gì Trung đâu. Tôi chỉ muốn xem vết thương của Trung thôi mà. Hôm nay không đi làm à? Mai này, mẹ đâu hả em? Mẹ sang nhà bác Kiên rồi, chẳng biết làm gì mà mãi vẫn chưa về. Thế tiền học của em thế nào rồi? Lu bu mấy hôm anh quên mất. Mẹ cho em rồi. Mẹ cho? Thế còn tiền điện? Mẹ cũng trả rồi. Anh đi làm suốt, có biết cái gì đâu. Mà mặt anh làm sao đấy? Anh thiếu ngủ ấy mà. Mà thôi, anh đi ngủ đây. À, anh nhớ hỏi cô giáo cũ của anh cho em nhá, chuyện học thêm ý. Cậu có biết tôi cho gọi cậu lên đây là có việc gì không? Dạ, tôi không biết. Mấy hôm nay cậu làm việc rất tốt. Tôi đã để ý theo dõi cậu. Cho nên tôi gọi cậu lên đây để nói chuyện với cậu. Chị nói gì tôi không hiểu ạ? Tôi rất mến Trung. Và nếu muốn, Trung có thể trở thành chủ nhà hàng này. Tôi mến Trung ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trung không nhận thấy sao? Còn Trung... Trung nghĩ gì? Điều đó với tôi không quan trọng. Tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần Trung làm bạn của tôi là được. Dạ, tôi xin phép nghỉ việc ngay bây giờ. Trung đã nghĩ kỹ chưa? Dạ thưa chị, tôi suy nghĩ kỹ rồi. Kìa Trung.
Trung cứ suy nghĩ kỹ đi. Trung có thể quay lại lúc nào cũng được. Tôi đợi chờ Trung đây. Dạ thưa chị, tôi xin phép. Mẹ ơi, hay con không thi vào trường Am nữa? Sao thế? Con chán rồi, con không thích. Đã định thi vào đâu thì cứ thi vào đấy, không phải lo. Học hết bao nhiêu tiền, những khoản gì cần phải đóng ở trường thì cứ nói với mẹ. Tuổi này là phải học, không có vớ va vớ vẩn được đâu. Ơ, anh Trung về kìa mẹ. Con chào mẹ ạ. Ờ, ngồi nghỉ một lát cho mát rồi ăn cơm con. Thôi, con ăn sau cũng được. Sao tự nhiên hôm nay trời nóng thế? Mẹ ơi, có việc gì con làm với? Gớm, tôi đợi mãi câu này đấy anh ạ. À, thế mà ai cũng bảo anh Trung chăm, con còn chăm hơn. Nghe em nó nói gì chưa? Của anh đây, bóc cho mẹ đi. Không có lại bảo mẹ không tạo điều kiện. Sao mẹ biết nói thế ạ? Anh Trung chỉ giỏi bào chữa thôi. Anh ấy phải làm luật sư mới đúng mẹ nhở. Thanh toán với người lao động là các khoản mà doanh nghiệp phải trả hoặc phải thu của người lao động, gồm các khoản như là tiền lương, tiền công lao động, tiền thưởng và vô vàn các loại khác. Trong các khoản đó thì thanh toán tiền lương, tiền công là nghiệp vụ thanh toán chủ yếu. Nói cách khác, nếu như các anh các chị có chẳng may quên đi hai cái khoản này thì tôi khuyên các anh các chị nên quên luôn cái bằng tốt nghiệp của mình đi. Bởi vì đây là những nguyên lý cơ bản của luật doanh nghiệp và sự chi trả giữa doanh nghiệp và người lao động. Anh Trung, xanh đến mức thế, lại trốn tiết à? Ừ, anh bận chút việc. Sao thế? Cả mấy ngày hôm nay anh cứ nghỉ học suốt thôi. Thế công việc vẫn tốt chứ anh? Em trông anh mệt mỏi quá. Mọi việc vẫn tốt mà em. Không có gì đâu, anh chỉ hơi mệt một chút thôi. Tiết 4 thì không thấy anh đâu cả, em lo quá. Phải đến chứ, anh mà không thi thì ai thi nữa. Anh này, suốt ngày tếu táo thôi. À, mai chúng mình đến thăm mộ bố anh nhá. Ừ. Anh cố gắng lên nhá. Em ủng hộ anh, em rất tự hào về anh. Bài thi hôm nay anh làm không được tốt. Nghĩ mà chán quá. Anh lo gì? Đấy là môn sở trường của anh mà. Với lại thầy giáo quý anh lắm. Chắc là anh không phải lo gì đâu. Hy vọng là thế. À, anh này,
Còn chuyện học phí, văn phòng họ giục quá. Không sao. Hay là để em giúp anh nhá. Không sao đâu, anh lo được mà. Anh sắp lĩnh lương rồi. Anh ổn chứ? Ổn, rất ổn là đằng khác. Thôi, em về đi, không bố mẹ lại mong. 12 giờ em đón anh nhá. Thôi, không phải qua đâu. Anh phải đi có chút việc, anh đến sau cũng được. Nếu anh được thì em muốn anh ngủ, chứ không được hủy hoại sức khỏe như thế. Em không đồng ý đâu. Thôi được rồi, mở về đi. Thôi, em về đây. À, chiều học từ tiết 3 đi nhá. Chị ơi, chị thông cảm, cầm giúp em chỗ này ạ. Ra hè, em xin gửi chị nốt. Kìa, chị ơi, chỗ chị em với nhau, chị cầm giúp em. Cuối tháng này em xin trả chị đầy đủ ạ. Nốt tháng này thôi nhá. Dạ, tháng sau phải trả đủ đấy nhá. Kìa, Trung về đấy à con? Con về sao không nói trước để mẹ đi chợ sớm nấu cơm cho mà ăn? Sao mẹ lại giấu con? Con biết người đó đến để làm gì. Mẹ đừng giấu con. Con không còn nhỏ nữa. Con hiểu hoàn cảnh gia đình mình. Con có đủ khả năng để giúp mẹ. Con không muốn mẹ cứ bươn chải một mình. Bố mất rồi, nhưng mẹ còn có con cơ mà. Đây là ví của bố con. Mẹ có biết bố con muốn nói gì không? Con là người đàn ông duy nhất trong nhà. Con phải có trách nhiệm lo cho mẹ, lo cho em Mai. Đấy là ý bố con muốn thế. Còn về việc học hành, con hứa với mẹ, con sẽ học thật giỏi. Con sẽ cố gắng mình. Mẹ sẽ không phải hổ thẹn vì con đâu. Thôi, con đi học đây.